với tài chính khoảng từ 3 đến 400 triệu đồng. Nếu mà lựa chọn một chiếc ô tô thì chúng ta sẽ lựa chọn một cái model là như thế nào? Chào mừng tất cả quý anh chị hàng. Với tài chính khoảng từ 3 đến 400 triệu đồng. Nếu mà lựa chọn một chiếc ô tô thì chúng ta sẽ lựa chọn một cái model là như thế nào để phù hợp với tài chính, với công việc của chúng ta. Trong clip mới nhất ngày hôm nay, Văn Hội sẽ giới thiệu cho anh chị đến hai tùy chọn để chúng ta có thể lựa chọn. Nào, chúng ta sẽ cùng di chuyển nào. Như anh chị có thể nhìn thấy ở đây, mẫu xe Toyota Vios qua sử dụng với hai model. Như model này ở thế hệ năm 2011-12, đây là cái form 2011-2012, hoặc là những cái model ở form 2018-2019. Để chúng ta cùng cập nhật xem rằng là 300-400 triệu thì chúng ta lựa chọn mẫu xe nào. Vios của thế hệ năm 2011-12 trang bị khối động cơ 1.5 DOHC 20 cam kết hợp với hộp số tự động 4 cấp. Cái model này đang sẽ có giá dao động từ khoảng 290 triệu đến 340 triệu đồng tùy từng chất xe và tùy từng năm sản xuất, từ 2011 đến 2013. Cái form xe này thì với cái khối động cơ 1.5 kết hợp hộp số 4 cấp thì cực kỳ là mạnh mẽ. Còn nếu ở thế hệ mới, như ở phiên bản mới của những cái model năm 2018 đến 2020 thì Toyota Vios sẽ được trang bị nổi bật hơn với cái hộp số CVT vô cấp. Với cái lựa chọn này thì chúng ta sẽ chi ra đâu đó khoảng từ 450 triệu đến 500 triệu đồng cho từng phiên bản. Vậy lựa chọn xe trong 3-400 triệu đồng thì Vios cũng là một lựa chọn đáng mua. Nhưng hay hơn nữa thì chúng ta sẽ cùng di chuyển. Nếu mà ở combo thứ hai, thì chúng ta có thêm cái lựa chọn là gì nào? Đó chính là một chiếc Vios model năm 2022 vừa được ra mắt. Mức giá cho bản G là 586 triệu đồng. Vừa mới bấm biển xong sáng nay đó. Vậy 300 triệu đồng thì chúng ta ở combo thứ hai thì chúng ta có thể lựa chọn với cái hình thức là mua xe trả góp. Để lăn bánh một chiếc Vios mới này cũng sẽ khoảng hơn 600 triệu đồng cho thành phố Hà Nội. Hay Toyota Yaris. Yaris thì chúng ta sẽ rất nhiều màu sắc nhá, không nhất thiết là phải một chiếc màu xanh như thế này. Cũng sẽ khoảng từ 270 triệu đến khoảng 350 triệu là chúng ta mua không cần phải trả góp thì chúng ta đã lựa chọn được rồi. Còn một cái mẫu xe nữa mà Văn Hội muốn giới thiệu đến thêm cho anh chị ở cái thế hệ cũ, như là một chiếc Toyota Camry. Camry này thì sẽ có giá khoảng từ 500 triệu đến 800 triệu tùy từng model. Nhưng quan trọng nhất là gì ạ? Quan trọng nhất là cái tài chính của chúng ta chỉ từ 3 đến 400 triệu đồng. Văn Hội bật mí luôn, cái xe mà chúng ta nên tìm nhất là gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Mẫu xe bên cạnh anh chị, Corolla Altis. Altis ở cái form như thế này thì chúng ta nếu mà có tài chính từ 3 đến 400 triệu đồng, xe trang bị khối động cơ 1.8 kết hợp với hộp số CVT. Hộp số CVT anh chị nhá, thì khoảng từ 3 đến 400 triệu đồng là chiếc Altis sử dụng mẫu cũ form từ 2011 thì chúng ta có hộp số CVT 2011 trở lên. Còn nếu từ 2008 đến 2010 thì chúng ta sẽ sử dụng hộp số tự động 4 cấp. Là hai cái tùy chọn mà chúng ta nên cân nhắc. Anh chị cũng biết là những cái khấu hao của những cái dòng xe này ấy thì cũng đã hết rồi. Còn nếu anh chị nào mà muốn dòng xe cũng chỉ từ 250 triệu đến 350 triệu mà chúng ta sở hữu đến 7 đến 8 chỗ ngồi, Văn Hội sẽ giới thiệu thêm một mẫu nữa cho anh chị. Chúng ta cùng di chuyển. Đó chính là cái mẫu Innova, là một trong những dòng xe nếu mà cái form này nhá là từ 2006 đến 2009 thì chúng ta chỉ chuẩn bị khoảng hơn 200 triệu thôi. Còn một form mới đẹp hơn một chút thì chúng ta sẽ chọn lựa mẫu Innova năm 2000, form này là form mới hơn thì chúng ta có thể lựa chọn từ 2015-2016 cũng chỉ khoảng hơn 400 triệu đồng. Hơn 400 triệu thôi ạ thì chúng ta đã sở hữu một mẫu xe rồi. Hoặc những cái model này cũng từ hơn 500.
hơn 500 triệu là chúng ta sở hữu ngay một chiếc hộp số tự động rồi. Bền bỉ, dẫn động cầu sau, tiết kiệm nhiên liệu. Đó chính là combo giá xe cũ 300 triệu đến 400 triệu mà Văn Hội giới thiệu ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta cập nhật thêm những cái thủ tục để trả thẳng, trả góp, những cái mẹo mua xe là như thế nào, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Vâng, chúng ta sẽ cùng sử dụng những cái kinh nghiệm mà Văn Hội sẽ chia sẻ cho anh chị là với những cái dòng xe khoảng từ 3 đến 400 triệu đồng thì một cái lựa chọn của dòng xe Vios bền bỉ, cái form từ 2011 này sẽ là một lựa chọn phù hợp, hay những cái form từ 2018 trở lên thì chúng ta chỉ cần chuẩn bị thêm tài chính khoảng độ 50 đến 100 triệu đồng thôi, từ khoảng 450 triệu thôi. Chúng ta nên lựa chọn những mẫu xe mà sử dụng gia đình. Thường thì ở trong đại lý chính hãng của chúng tôi cũng sẽ nhận thu mua những cái xe của ngay những cái anh chị mà bảo hành, bảo dưỡng chính hãng, có lịch sử đầy đủ. Thì những cái dòng xe này thì cực kỳ là bền bỉ rồi và tiết kiệm nhiên liệu. Cùng với đó thì khi mà chúng ta lựa chọn mẫu xe cũ, Toyota là một trong những cái hãng xe có cái chi phí bảo dưỡng cực kỳ là rẻ luôn ạ. Nó rất hợp lý luôn. Chỉ có khi vài trăm nghìn cho một lần bảo dưỡng thôi mà chúng ta vẫn có một chiếc xe phù hợp cho công việc, gia đình, bền bỉ. Và ngay cả khi mà anh chị dùng và bán lại thì gần như cái khấu hao là rất ít thôi ạ. Thủ tục trả góp thì với xe cũ thì chúng tôi hỗ trợ đến 6-70% giá trị xe. Trong trường hợp mà anh chị chỉ có khoảng từ 100 đến 150 triệu, chúng ta vẫn sở hữu được một mẫu xe cũ phù hợp, hay ngay cả những chiếc xe mới. Để biết thêm thông tin chi tiết, anh chị hãy liên hệ ngay hotline ở phía bên dưới theo từng vùng miền, cũng như đăng ký hộ kênh để không bỏ lỡ bất kể video nào. Một lần nữa Văn Hội xin trân trọng cảm ơn. Kính chúc quý nhà hàng thật nhiều sức khỏe và luôn luôn lái xe an toàn. Hẹn gặp lại anh chị ở những clip tiếp theo. Goodbye. Cảm ơn anh chị khách hàng đã theo dõi clip của tôi. Nếu thấy hay, hãy like, share, comment, bấm nút đăng ký ủng hộ kênh. Xin trân trọng cảm ơn. Goodbye.